Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Không nhận mình thông minh, không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa, trống trơn vậy? Trời ơi, không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà, dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Chưa có thê lương đâu, còn thê lương hơn nhiều cả. Tao tới nước đường cùng như vậy mà mày còn nói không thê lương là sao? Chưa có tới đường cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ba suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ cho mặt con, ông nói ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, rồi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt, khỏi cần thông báo. Sao mày nói kỳ vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi, bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ. Đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt nữa. Khi tôi sinh ra mang được hai tiếng trời. Bà nín đi, ba không có quyền hát bài này. Bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi, con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổn nha mày. Nhà này phải có trên có dưới à. Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày. Con không có dám la ba. Sách có câu á, tại gia tòng phụ. Ngày nào mà còn ở với tao á, tao làm cái gì mày đã phải làm theo cái đó. Hay quá, cái câu này hay quá. Con mà làm theo ba, bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi. Ba nghĩ sao vậy? Đây nè, con nói thiệt với ba, vì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mày nhục cái gì? Con đi qua nhà cô Tám, con mượn gạo. Con năn nỉ cô Tám cho con mượn một lon gạo, con nấu cháo đi, coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ, cứu nạn một lon thôi. Ba chỉ trong mặt con, ba mày thiếu tao 20 kg chưa trả rồi. Xong con mới nói 20 kg cô cho mượn được, không lẽ một lon cô đành đoạn không cho sao? Bà nhất định không cho ai. Xong rồi bằng cùng xin đạo tặc ba. Sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô Tám ơi, cháu bà bị đụng xe, bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. Có khách tới rồi, nhà không có ăn mà còn mời khách. Ờ không có. Tao nghe kỹ rồi, tiếng thằng Sáu Quýt. Sáu Quýt là ai? Xã hội đen. Trời ơi, đàn em có chửi nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói tao có nhà cái chưa. Ê, còn nhà sao? Còn con sao? Kệ mày. Ba. Quan tài có nhà không? Quan tài có trong không? Ba mày đâu? Ở đây không phải chạy hòm, không có quan tài. Tao hỏi ba mày đâu? Ba con à. Đâu? Ba mày đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Trốn à. Trốn đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu, ở đây đâu có chỗ trốn. Lôi nó lên mày. Dạ. Đừng lôi, gia đình này không có hành động lôi kéo để mời đi. Mời ba ra có khách. Ba mẹ mày, thằng bất hiếu. Đứng thẳng lên cho anh hùng. Anh Quýt. Mày tính trốn tao mày? Dạ đâu phải trốn. Dạ. Làm gì á? Dạ. Quan gặp Quýt quýu quá. Anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. Trời ơi, trong nhà bây giờ
có con gà mái tơ nuôi của ông đó mới luộc chấm muối tiêu rồi. Cho tôi khất món nợ vài vài ngày đi anh. Xít đồ nó mày. Chú còn lại chú, nhà còn có cái tivi, chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. Ông ái mộ cái thằng tài tử chơi song vong mà ông giữ cái tivi lại. Chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dạ mày. Quang. Dạ. Mày thiếu nợ đại ca ta bao nhiêu cây vàng mày nhớ mày? Dạ nhớ, lúc mượn 10 cây, tiền lời cắt cổ là... Hả? Dạ không, tiền lời nhẹ nhàng, vốn lẫn lời là 22 cây à. Rồi mày tính chừng nào mày trả? Dạ, chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba, cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Bây giờ đó, đời của ba ăn mặn thì ba đừng có bắt đời con khát nước. Rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu tội nghiệp đó. Con lại chú, con chỉ cho chú một cái chiêu. Chú bằng bất cứ thủ đoạn nào mà chú có thể lấy được số nợ này thì con mời chú lấy. Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này, con nói thiệt chú, con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú. Dạ rồi. Ở đây ca, làm sao quyết đây? Sao? Thằng chủ tiệm vàng Kim Tâm nó giật đại ca luôn 15 cây nó không trả hả? Bây giờ đại ca muốn sao? Chặt tay nó hả? Chặt tay nào? Nó thuận tay trái hay tay phải? Tay trái phải không? Chuyện nhỏ. Được, em đi liền. Ê. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm vàng Kim Tâm. Dạ. Sau rồi đó tao quay trở lại nó xử mày, ok? Đi mày. Cái tiêu quay. Cái. Trời ơi. Bàn tay nằm ngon ba vẫn kêu xa. Ba ơi, tiệm vàng Kim Tân có 15 cây thôi mà nó quất hết một màn. Ba tới 22 cây chắc nó quất luôn một cặp luôn rồi. Bây giờ sao con? Bây giờ ba trốn đi, nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp, con bức xúc con cũng chảy ra. Sao con đâu? Bây giờ ba qua nhà bà chính ba trốn đi. Bà chính là con thiếu nợ luôn. Trời ơi, vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết rồi, chỗ đâu ba dung thân đây? Đau đầu quá. Giờ... Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên Quang chưa đủ, sao ba còn đặt tên Tài? Sớm mà kêu một lần hai cha con một lượt kêu quan tài là thấy tiêu diêu. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhau không? Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tên Quan là vì muốn tao làm quan. Tới khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quan tài đây là phối hợp giữa chức tước giữa tiền tài, mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy quan tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Ba chưa có nghe cái câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tôi chết rồi. Gái tới thăm. Gái nào? Mẹ tư chủ nhà. Tới đầu nợ, tao trốn nữa. Trời ơi, buổi sáng này nguyên cái liên khúc này. Cô Tư là cô Tư tới chơi, cô Tư. Tới chơi cái gì? Ba mày đâu? Ba con đi đánh số đề là phải không? Tao nói thiệt nghe, tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi. Cha con của mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà, bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường. Ủa mà còn cái gì nữa đâu, dọn thằng nào lanh tay dọn nước hết trơn rồi. Hồi sáng có tốp vô nó khiêng đi rồi. Đó thấy chưa, bởi vì tao nói ba mày tệ hết sức tệ. Không lo làm ăn, lo đánh số đề cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi. Hên cho tao nghe. Ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày, trời bây giờ cũng tàn một đời qua. Xí. Hả? Chị Tư, đáng lẽ tôi núp luôn ở tổng rồi. Nghe con này tự ái mới ra này. Chị nói vậy con tôi nó hiểu lầm tôi thì sao? Sao? Tôi long trọng cải chánh. Hồi đó đó là tôi không chịu chị, chứ không phải là chị không ưng tôi. À, bây giờ anh hối hận anh tiếc phải không? Tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm, nhưng mà muộn rồi nha anh. Giáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi. Bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo chứ gì. Không không có, cái này con cải chánh bị ba con tâm sự à. Bạn bè dúng bạn bè lắm. Sao tâm sự? Ông tâm sự là ngày xưa ông chê cô xấu chứ không phải chê cô nghèo.
người ta vậy thôi được rồi, chơi xấu trả tiền đây, trả tiền ngay. Không có, đừng nghe nó. Thì Tư à, thiếu có 8 tháng mà tiền nhà mà chị làm gì la lối om sòm vậy, ai dám thiếu chị tháng nữa. Trời, mà tôi nói chị nghe tình xưa nghĩa cũ mà, thôi thông cảm giùm chút đi. Thông cảm cái gì, tôi nói thiệt với anh nha, tôi không bằng lòng cái chuyện mà hư hỏng của anh. Tại sao anh không lo làm ăn bệnh lo bài bạc suốt đời là sao? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô chuyện đó. Ngoài có con nào chỉ tôi đánh hôm nay thua quá anh Quang. Trời ơi, tôi còn xui hơn chị nè, đánh con tôm sổ cho con cá kìa. Tôi mới bực bội nè, tôi nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên một con dê vô nhà tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Trời, tôi nói tức chết được, chiều nó ra con 53 anh. Ủa chứ kỳ vậy. Nhưng mà khi mà thua rồi nghe, tự nhiên tôi sáng suốt anh, tôi nghiệm lại, tôi nhớ lại nghe, là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi, nó đi thụt lùi là nó quất cái đít vô trong mặt tôi á. Ôi trời ơi, đúng không, là đáng lẽ phải đánh 53 là đúng rồi. Ừ, thắng cho là tôi không biết nữa. Rồi bởi vậy, tại bài của Tư nói con nghe nghe, là coi như là bây giờ con nằm chim bao mộng mị, con thấy gì đó con nói Tư nghe, cái Tư đánh cái trúng Tư thưởng ha. Con nói thiệt với cô, bây giờ con nằm chim bao con chỉ mơ có một chén cháo thôi mà không có luôn à. Bây giờ con hỏi cô Tư nè, bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nợ? Nếu cô Tư qua đây bằng đề, mời cô Tư ngồi chơi bàn với bà con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nợ, mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thằng tài đã nhắc tôi mới nhớ nha, cái chuyện tiền. À mà thôi, cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. Hay quá, có quà gì vậy cô Tư? Xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Vậy con? Sao vậy con? Cái cú này con biết rồi, tử tội trước khi đưa ra hành quyết. Nó hay cho ăn bữa ăn an ủi lắm ba ơi. Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa. Cha con của anh nó đa nghi quá đi. Trời ơi, thì còn có ngày mưa ngày nắng mà người cũng có lúc hiền lúc dữ, bực quá à. Chị Tư hả, cả tháng này á, ngày nào chị cũng chửi cha con tôi ở trên á, bữa nay tự nhiên đem xôi gà qua mời ăn, bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái cụ lôi, anh nghèo kiết xác rồi tôi gài làm gì? Anh nhìn lại anh đi, sao trên răng dưới có đôi dép không à? Tôi gài anh nặng tôi hết cái quần xà lõn anh hay chi đó. Tôi nói như vậy nè, tao nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh, nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi, rồi cái đói xỉu quá nghe không nổi nên tôi đem xôi gà qua thôi. Tin gì? Chuyện gì nói nghe coi. Tao nói chuyện đó là vậy nghe. Là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. Nó mới về chơi ở nhà tôi đi 2 ngày rồi. Mà không phải về chơi không. Mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi, bởi vậy tôi mới qua tôi nhờ anh. Gì? Nhờ chị mắc mớ tôi mà nói tôi? Có sao không có, mắc mớ tôi đem xôi gà qua cho anh ăn khơi khơi vậy ha. Anh biết tính tôi quá mà, đời nào tôi bố thí cho ai, ăn mài ngồi trước cửa nhà tôi còn tạt nước tôi đuổi đi, nó mắc mớ cho anh ăn vậy. Ơi, đừng có ăn, ăn vô coi chừng dính hạn liền á. Nè, nói anh nghe. Gì? Tôi nghe nói anh tuổi ngọ phải không? Đúng rồi, tôi tuổi ngọ, con tôi tuổi ngọ. Cha con tôi đều là ngựa hết á. Chị cũng vậy. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhìn biết à. Nói nghe nè, ông bạn tôi đó anh, vậy là đúng số rồi nghe, bạn tôi nó tâm sự nghe, tội nghiệp nó anh. Tôi nói tình duyên nó long đong lận đận, tại vì gái tuổi dần mà. Tôi nói qua bên Mỹ nghe, có 3 đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái rụp chết, một tháng xe tháng cái rụp chết. Vậy đó hả? 3 tháng 3 thằng. Bởi vậy nó đi coi thầy anh, cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã. Bây giờ mà muốn hôn nhân bền vững ha, phải trở về lại quê hương á, là Việt Nam á. Xong rồi cái có người gốc gác cưới bảo lãnh đem qua bển. Mà phải là người tuổi ngọ nghe, để mà xứng lại cái cung gì tam hợp gì mà dần ngọ tuất đó. Thôi, không được đó. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu, anh lết còn nổi không? Bà mẹ anh già có phu đấy, ai thèm đấy anh. Tao nói tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao vậy con? Gì vậy? Thôi tao hết hồn rồi nè. Gì? Sao vậy con? Con lại qua. Sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì ba. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn.
Nhưng mà cô nghe người ta hay hát ôi rằng bà là những niềm đau là làm tim đổ máu, mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lè xanh lét rồi ba ơi. Con không muốn đâu, con không muốn đâu, con không muốn lấy con muốn ly vợ phải không? À. Muốn xa ba giờ phải không? Con không muốn xa ba đâu. Giờ chảnh gì vậy? Ý là anh nói là anh con nhà rồi coi như là đàng hoàng chứ gì. Tôi nói thiệt cái chuyện nha, gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học. Hả? Một gia đình có truyền thống văn học. Đúng. Ừ. Chị nhìn kỹ coi, thằng Tài con tôi á là lá ngọc cành vàng. Trời. Là xương xa học lũ. Không có thể nhấp gã cho một người đàn bà ba đời chồng được chị. Đúng. Trời ơi, xương xa học lũ, chảnh quá ha, giàu quá ha. Nè, nè, nói cái sách tắt cái chứng nè, để coi. Gì? Để coi, nè. Nợ xã hội đen 6 quách 22 cây vàng nè. Nó gì nữa, bà mẹ nó không có mắt kiến, không thấy gì hết trơn á. Đưa con đọc tao đó. Tao thuộc rồi mày, tao thuộc này. Coi như là nó coi, rồi nợ 6 rau với 1 tháng, coi 1 năm là tiền hụi luôn. Xong rồi bà con lối xóm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu. Mà chưa kể 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa hôm đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng xong cô chưa. Ủa, ghi. Ủa gì hả con? Để cô ghi, để cô ghi. Mày cung cấp tài liệu đó mày. Rồi giờ làm sao? Anh Quang. Tôi tính sơ sơ thôi nghe, anh ôm số nợ chừng 300 triệu. Anh tính cách nào giải quyết cho anh Quang? Nói thiệt chị Tư, thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái món nợ đó đâu. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia á. Chị bỏ quán bị ôm. Ai ôm anh? Chị ôm. Vô gì? Không. Bắt đầu nó vô nó hút anh, có dòi nó vô nó quấn anh á. Nói nghe nè, giờ có cách rồi. Cách gì? Giờ nghe lời tôi đi, gả thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi rồi nó trả tiền nợ cho anh. Ồ, trả tiền nợ tôi? Trả tiền nợ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài, tha hồ ảnh hưởng phước, được chưa? Suy nghĩ đi. Trả hết nợ, còn cho tiền đánh số đề. Tài. Dạ. Chuẩn bị lên xe bông con. Trời. Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ. Trước lạ sao quen mày. Ba ơi, ba con nghe cái câu ai đem con sao sang sông để cho rồi xảo sổ lòng bay luôn. Nào ba nghĩ sao vậy? Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu vinh biệt rồi. Gặp chỉ con, gửi tiền thì được rồi. Anh Quang, vậy là sáng suốt nghe quyết định vậy nghe. Alo. Mén hả? Má nè, má đang ở bên nhà bác Quang á. Nè nè nghe, con nói cô đó chuẩn bị ha, sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi đó, kiếm chồng cho cổ đó. Trỏ bẫy nè, cổ lấy thằng Tài chứ bác Quang già sắp chết ai thèm lấy. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu thằng Tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương, bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mươi. Khỏi trèo, mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khế, chua ngọt gì cũng có mày. Thôi, bây giờ về đi, không còn thì giờ nữa, cha con đừng nói dần lân nữa. Con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây nó ra mắt anh rồi. Nhưng mà vậy đi, trời ơi anh Quang ơi. Sao? Làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chút coi, không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn tôi anh là dân chơi thứ thiệt rồi mà nhìn anh tôi thấy đuối quá. Cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rộn mẻ hai cẳng còn có cẳng một rồi. Kiếm bộ đồ nào khác thay đi anh Quang. Được rồi. Không còn bộ đồ nữa chứ hả? Đồ không đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày im nha mày. Tôi có cách. Đó, lẹ lên. Tài ơi Tài, trời con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe, trời tôi thương con quá à. Đây nè, con là hên lắm nha, nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa quang. Trời ơi con, hay là con đi Mỹ mà không thích ha? Con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với con. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa để trả nợ cho ba con. Thì đó, như vậy người ta mới gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức. Sao con?
Con hỏi cô là ngày xưa Thúy Kiều cũng bán mình chuột cha mà sao bà bán có giá quá. Đúng rồi con. Nó bán tới 1000 cây vàng trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thúy Kiều. Nói thiệt cho ông đu dây điện vừa vừa thông tuột xuống giùm tôi đi. Ông nghĩ kỹ đi, Thúy Kiều người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Tôi đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi mấy tiệm phở phải mua ông được 5 phân vàng không? Tôi mệt không quá nha. Anh Quang, anh làm nhiệm trọng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy. Anh đẹp quá anh Quang ơi, y như là cháu Nhuận Phát lúc về già. Ôi giời ơi, ngoài đường gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này, Việt Nam gì mà nó nóng thế nhỉ? Ôi giời, bao nhiêu mớ tích tụ từ bên Mỹ chảy cả ra. Này chị ơi, có việc gì mà chị bảo cháu đến rước em sớm thế? Em chưa kịp đánh răng rửa mặt, chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dựng đầu dậy đi qua đây gặp sao? Chị gấp có việc gì? Cô nói mặt cô chưa son phấn em chưa. Tôi nghĩ là ít nhất 3 hộp trên đó rồi. Cái này là không có rửa được, chỉ có lấy cái chày mà đặt cái cành trong giữa gỡ hai bên hai miếng thôi. Giờ đứng đây nghe. Anh Quang ơi, tôi giới thiệu cho anh nha. Đây là con dâu Việt Kiều ở bên Mỹ mới về. Qua chào bố chồng, qua chào bố chồng. Chồng hả? Chồng hả? Sao không nói trước gì hết vậy? Bố chồng. Dạ. Con chào anh bố chồng ạ. À. Ừ. Rồi, tại bố, con nhìn thấy bố trẻ quá, con tưởng cái thằng nào. Dạ, con có quà chứ, con có quà phương xa biếu bố. Dạ, con biếu bố cây thuốc lá 3 số 5, bố hút cho bổ phổi ạ. Ừ, cảm ơn. Dâu đó hả? Dạ. Việt Kiều đó hả? Dạ. Tuổi dần phải không? Dạ. Thằng Duy dồn giống cọp quá. Tài, ra mắt vợ con. Tài. Ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp lẹ. Ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi trời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Cái gì vậy? Ngựa đây đó hả? Nó quánh đến con à? Trời ơi, con đừng làm nó sợ con. Ôi dồi ôi, ra đây em bảo nè. Ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa rơm gì thì em cũng đưa chàng về dinh tuốt tuần tuột. Lại đây với em nào. Ê, nói thiệt chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt, hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được rồi. Dám đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sao. Ờ, chạy đi. Ờ, tài, qua, từ nói nghe nào, qua, từ nói nghe. Anh Quang, nhìn đi anh Quang. Từ hồi nhỏ tôi lớn giờ chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Ôi, anh coi đi, đây là số 1 nè, đây số 0 nè, là tôi nói số 10 nè, là 10 năm tình cũ đó. À, bây giờ vậy nghe. À, nên bởi vì ta nói ở đời nghe có 4 cái ngu là mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm trầu. Mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó. Mà bởi vì gì cái tật thương người, em ơi thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa. Bây giờ vậy ha, phận sự của chị đến đây là hết. Ngựa đó chị kiếm cho em rồi. Dạ. Kể kiểu nào thì tùy ý em. It's up to you. Chị đi về nghe, để cho hai trẻ tâm sự. Cảm ơn chị. Anh Quang, tôi nói nghe. Gì? Có tiền rồi đó nghe. Nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi nghe. Sầu đó hả là voi ngựa cho sắp hết à. Con dâu, ở bên Mỹ con làm gì vậy con?
Dạ thưa bố, ở bên Mỹ con làm chủ công ty Bob ạ. Massage đó hả? À không, bố hiểu nhầm rồi. Bob là cái ví đấy. Cái ví là cái này nè, đấy. Bố biết không, à, hãng của con sản xuất, bố thấy chữ LV không? Thấy. Tiếng Mỹ gọi là LV. À. Và bố biết không, viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ. À. Vậy là con giàu chắc bán được lắm hả con? Bán khắp thế giới. Bố biết không, để con cho bố mấy cái nha. À, được. Gì? Chào. Gì con? Gì mày? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm thì tao phải bán hết. Trời, tôi chết rồi. Con nói cho bà nghe nè, bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Tại sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Bà nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới. À. Mua nhẫn cưới. Dạ, kể từ đêm nay, con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện. Nó nghe huấn luyện thì nó xỉu liền nè. Dạ. Tối nay vô khách sạn á, luyện thôi đừng có quấn nha con. Dạ, bố cứ yên lòng. Ừ. Mỗi ngày á, con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà nó còn ăn cầu 20kg sâm, còn ham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? Ba thằng chồng trước của bà quy tiên bập trong vòng 3 tháng thôi. Con chắc chắn là thằng thứ tư à. Trời ơi, ba thằng trước là nó bị đụng xe chết. Còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa? Khoan, gì? Vậy bây giờ con, nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính xối. Câu gì? Ghi là Nguyễn Văn Tài đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu. À, đây. Cái vợ mà làm dữ. Nào chỉ còn da với xương. Ba, cái gì? Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm láng giềng bà con. Bởi chuyến này con đi, con biết rằng lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá, đi đi. Con đi nha. Nhớ là mày không có trốn à. Anh nghe ra đi cho... Thấy bà tôi xỉu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nhanh nha. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm. Cái thằng này thiệt tình. Quá đâu quán có nhau. Thằng nào đó bay. Quan tài đây. Quan tài bây giờ không còn là quan tài hồi sáng nữa đâu. Trời ơi, có tiền mày trả cho đại ca tao chưa mày mà ăn mặc ngon lành mày. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế, coi trời bằng vung thế kia. Ừ, chắc đồng nghiệp đây mà đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mạ bố mày. Mày nghĩ gì mà mày bảo tao vừa đi cái là đòi nợ? Trời, cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mũi lợn mồm cá sấu. Đây, đây là đệ nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom mà còn lấp được hố gì hố nay. Này, còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lồn mà vừa bụng bự xấu. Này bà mà tát một phát lên thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nhé con. Mày muốn đại ca sao quýt nè. Bưởi còn chết chứ chưa gì quýt. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày. Tao Việt Kiều Mỹ. Tên Việt Nam là Lê Vân. Tên Mỹ là Louis Vuitton. Không. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay. Tiếng Mỹ gọi là leo. Ừ. Với cái leo này á mẹ, vỏ dừa khô bà còn bóc được chứ mà huống gì vỏ quýt. Này, quýt á thì bà chỉ phập một phát thôi là lòi đến tận hột nha các con nha. Bà là cái thái gì ở trong cái nhà này mà bà dám xía vô chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài.
con dâu của Nguyễn Văn Quan. Ông. Kể từ giờ phút này, thằng nào mà đụng vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé, mình là người có ăn học phải không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ, đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năn nỉ ỉ ôi người ta. Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày sòng sọc vào nhà người ta, mày ăn tươi nuốt sống người ta, mày phùng mang trợn má đi hả thằng kia? Tao hỏi mày, mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền? Hả? Xin lỗi bố, con nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này. Bố, chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng không nhớ đó con. Ai thiếu bố thì bố nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quan, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê, dâu, trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố. Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có 20 mấy cây vàng nữa mà làm cái động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn giun xào đĩa luộc á, ruồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê sao quên, cầm cây thuốc hút cho bỏ phổi. Đi. Mà, bà đang làm dâu hiền mà vào pháo đám bà. Dạ thưa bố. Sao con? Bố ơi, con nói cho bố nghe nhá. Bố thiếu nợ bao nhiêu, bố cứ nói cho con phát một đi. Con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố. Bố không có nhiêu, chừng 150 triệu nữa à con. Rồi tưởng gì chuyện nhỏ. Đây, bố cứ cầm lấy 10 ngàn đấy nhá. À, 10 ngàn đô đó con. Vâng, thanh toán nợ nần đi. Trời, trời ơi, tốt quá. Ê, anh về đấy hả? Sao thế? Sao nó đi kỳ vậy? Sao anh? Con bị sao vậy con? Đứng bên kia để tôi tâm sự riêng với gia đình. Sao con? Ba. Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi. À. Mọi người đồng thanh trả lời con một câu một. Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi. 80 kg mà nó đè 36 kg. Mấy người suy nghĩ có chết hay không? Nguyên một xóm luôn. Nó ngồi trở lại, nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. Câu gì? Chết chắc. Bà bây giờ bà ép con lấy bà này, con cắn lưỡi, con tự tử cần sớm hơn. Thôi, được rồi, bà không ép con nữa. Không lấy thì thôi, bà không gả. Đừng cắn nữa con. Ờ vậy đi, đừng có lấy. Ừ. Này, nói cái gì đấy? Đùa đó hả? Tôi đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông, bây giờ cha con ông dở trò hả? Bây giờ không có nói nhiều, không có nói vòng vo tam quốc. Trả lời đi. Z, alo. Z á thì bình yên, còn lô á bình hưng hoàng nghĩa địa. Này, mày có tin là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tì đưa tiễn không? Ba để đi ngoài đường nha, mà nghe rỗng rãng rồi đó. Chị qua trở lại nghe chị Trúc nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nha, trăm năm hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Cưng, chị làm mai mát tai không cưng? Mát cái mẹ gì hả? Trời ơi, em đang lộn tiết đây này nè. Sao vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão, bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em, thấy có tức không chứ? Cái gì kỳ vậy trời ơi? Đây là mai, đây cho đây, rồi giờ đây không chịu đây. Tao quên, đừng nói đây vô thế mạng nha. Đừng có nói tình bạn duyên con, nhưng tao quên chết liền á. Để con. Ê, bây giờ chị đứng ra một bên đi để em xử cha con lão nha. Bây giờ Z alo. Chị, bây giờ chị bình tĩnh, để em giải quyết. Bây giờ
ba em giải quyết không được em giải quyết. Bây giờ em hỏi chị nè, em biết chị là một người quá sức là sáng suốt, chị đi đâu ánh hào quang tỏa ra tới đó. Sao? Biết chị là một người quá sức thông minh rồi. Bây giờ em hỏi chị, nếu chị đi chợ, trong cái chuồng gà để người ta bán có hai con, một con gà trống thiến nó nặng 100, mò 1,8 kg, còn một con gà ri thôi nó nặng có 600 g, mà hai con bằng giá, chị mua con nào? Thì dĩ nhiên ta phải mua con gà trống thiến rồi. Hay, sáng suốt. Còn một cái điều này nữa, có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi, còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng. Bây giờ hai con bằng giá, chị lấy con nào? Mày dở hơi cám lợn nhỉ. Thì tất nhiên tao phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ. Con ngựa đây nè. Ôi dồi ôi, mày lên trên gài hả? Em nói chị nghe, con ngựa này nó chạy ác chiến lắm, bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi. Im. Thiệt là tin đi. Lấy con ngựa. Im. Let me check. Long a thought. One minute. Thôi được rồi. Ta quyết định rồi. Finally. Better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa này. Oh, yeah. Tới nơi rồi đó sếp ơi. À mà sếp. Ủa? Ông đi đâu rồi ta? Sếp ơi, lúc nào cũng chậm chạp lề mề, chị mà cứ kêu đi làm từ thiện hoài. Mà tưởng làm cái gì? Cứ đem ba cái đồ cũ không mặc nữa đi cho từ thiện, rồi chụp hình bó lên Facebook phô trương làm từ thiện mà không có tâm gì làm cái gì. Cái thứ gì đâu á. Cái gì mày? Ê, dạ. Mày nào? Dạ. Mày mới chửi ai vậy? Dạ xin lỗi sếp. Dạ em coi trên mạng chứ em đâu có dám chửi sếp. Có chừng nữa nha. Dạ. Tới nơi hẹn là phải không? Dạ đúng rồi sếp. Tại chỗ này nè. Hẹn hò gì cái chỗ mà sông nước cây cối tùm như vậy hả? Dạ. Đứng sếp đây hả? Cái gì? Sếp không nhớ chỗ này hả sếp? Sao? Lúc trước công ty của mình từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở đó sếp. Hút cát gây ra sạt lở? Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Công ty của mình từng hút cát mới gây ra hiện tượng sạt lở. Sao mày không la cho cả xóm này nghe luôn đi hả? Dạ. Kính thưa bà con, lúc trước công ty của tôi từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở. Mày im đi mày. Ây da. Ây da. Mày chết đi chứ. Dạ. Sao mày la lớn vậy? Em nghe lời sếp mà. Bây giờ tao bốc cát đưa mẹ mày cũng ăn hả? Dạ ăn cho sếp. Cát là chuyện nhỏ. Bây giờ á là đá, xi măng, sắt, thép người ta còn ăn được mà. Nó chi cát. Ờ. Mà cũng nhờ móc cát lậu á, gia đình của sếp mới có được ngày hôm nay đó. Mày đi, mày im cái miệng mày mày. Mày đúng là cái thứ mà đầu óc cu si mà tứ chi phát triển. Bực mình. Bây giờ đứng đây hẹn rồi rủi đất nó sạt lở. Chết không? Không có, sếp yên tâm. Trước khi nó sạt lở á là nó phải lở đất trước, xong nó mới sạt lở sau. Trời ơi. Nó sạt lở rồi, đang sạt lở. Sạt lở mày ơi. Sếp bị sao chứ? Không sao. Dạ. Tôi ôm được cái cọc rồi. Cái chân của người ta. Cọc ông nội ông chứ cọc. Do người ta. Ủa? Không phải sạt lở hả? Dạ không, biến sát đánh á. Ơi, hết hồn. Hết hồn. Ai đây? Ai đây? À, dạ. Đây là ông tổ trưởng. À. Còn đây là sếp của tôi. Ô, sếp. Ô, hey. Cái gì vậy ông? Tôi chào, đàn em tôi nó kêu chào vậy đó. À, chào cũng lạ quá. Ê, ra ngoài kiếm cái ghế hai cái vô cho tao, ổng ngồi nói chuyện coi. Dạ. Đi lẹ lên. Sếp chờ một chút. Chào ông tổ trưởng. Monsieur madame. Madame là đàn bà, tôi là đàn ông phải kêu bằng monsieur.
Môn sư hả? Môn sư đó. Tôi hồi xưa tôi học tiếng Pháp á, chia vẹt bờ động từ, đực cái tôi quơ vô một đũa tôi chơi luôn à. Đừng có thắc mắc ông nội ơi, hiểu không? Tôi thấy ông hơi là lạ rồi đó. Lạ hả? Hèn gì ông xuất hiện sao có tiếng sét đánh. Tại sao vậy? Ông hỏi tôi phải trả lời thôi. Sao? Cái vùng này á, hồi xưa tới bây giờ, cái mùa này không bao giờ có cái vụ mà sét đánh. Ừ. Tôi nghĩ chắc có thằng mất dạy nào làm chuyện độc ác nè. Nó trốn ở đâu đây nè, ông trời ông canh me ông quất nó mà chưa chết á. Ông là người mới tới đây phải không? Đúng rồi, tôi mới tới. Ông chửi tôi đó hả? Không có, trời ơi làm sao tôi chửi ông được. Ông là làm từ thiện làm sao chửi được. Ở đây đem ghế vô đây coi. Trời ơi cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy. Đem ghế. Quách hoài hai. Cái gì vậy? Ông làm gì hả? Tôi hỏi ông làm gì đó. Tôi làm trưởng ấp. Tôi làm tiểu trưởng. Cái gì vậy? Sếp. Sếp làm tôi hết hồn. Ngồi xuống đây sếp. Xích đạo. Ngồi xuống đi. Cái gì vậy? Mày chắc cha tao à. Ông lớn chơi kì ông nội. Tao chơi kỹ vậy. Giờ ông đây coi có bao nhiêu thằng lớn. Ở đây có hai thằng lớn, còn thằng này nhỏ. Trời đất ơi. Ê mày đừng có hổn như mày. Hai thằng nào lớn? Ăn nói không có biết chừng biết mực gì hết. Đi qua bên kia đi. Đi nói chuyện. Đi qua bên kia. Đi. Đi. Nhìn mặt ông là tôi quế quế rồi đó nha. Tôi quế quế gì mày? Mày làm gì mày quế quế? Mày quế tao gì? Hả? Ừ, được. Để rồi. Tao cái ghế không? Hả? Cho mày không còn chảy đầu được nha mày. Thôi được rồi. Ừ. Để xuống đây. Thấy ghét rồi. Đây nè. Nhìn gì? Nhìn gì? Thôi gì đâu. Đi đâu kia mày? Đi vô đi. Đúng rồi, phải vậy mới được. Tôi nói cho ông biết á. Tôi nể mặt sếp tôi thôi nha. Thôi đất ơi, ông nội ơi. Trời ơi. Nó vuốt đầu thôi mà, ông làm cái gì không biết. Nó vuốt đầu hả? Bọn con cái nó hiền lắm. Hiền nội tôi chứ hiền. Làm từ thiện mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi à. Tôi đâu có hung dữ đâu, nãy giờ ông thấy tôi có hung dữ không? Hả? Ngồi đi. Ngồi phải không? Ừ. Merci madame. Nữa. Mong sư. Thôi có mong cái sự gì tôi madame cho nó sạch sẽ, hiểu không? Rồi bây giờ vô vấn đề. Bữa nay tôi nói cho quý anh biết, tôi chọn một cái khu vực vắng vẻ như vậy nè. Tôi mời hai người tới. Để hai người có thể thực hiện cái dục vọng của mình. Cái gì vậy? Ông ăn nói cái gì vậy? Tôi là người đàng hoàng tử tế nha. I'm sorry, tôi xin lỗi. Nguyện vọng từ thiện của mình, tôi nói cho ông nghe khổ lắm. Làm tổ trưởng phải ăn nói lưu loát, ngôn từ cũng giống như ngôn tình, hiểu không? Mà tôi thì tôi nói không có được như vậy, không? Cho nên là từ ngữ không có được suôn sẻ. Thôi bây giờ vậy nè, ha. Tôi sẽ giới thiệu cho ông một số phần tử mà cơ nhở ở đây. Đâu có nói phần tử, chứ nói gì? Nó là thành phần, hiểu chưa? Thành phần là ông nói sai đó. Sao? Mình phải nói là hoàn cảnh cơ nhở. Thành phần gì? Thành phần gì? Ông học lớp mấy rồi thành phần gì? Hả? Ông nói mà không biết mắc cỡ với cái mục lùi của ông, mệt quá à. Liên quan tới mục lùi của tôi? Trời đất ơi, nó nhảy lên nhảy xuống hoài mệt quá trời ơi. Nói chuyện với ông thiệt tôi rối thiệt đó nha. Rối gì mà rối? Ông, tôi là, ông là tổ trưởng ai bầu cho ông? Hả? Hả? Không có quân nào bầu hết á. Mấy đứa kêu là băng nhóm nó bầu. Cái gì? Nữa. Băng nhóm hả? Không lỗi bà con cô bác bầu. Hiểu không? Bởi vậy khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nè. Sao? Trước khi làm tổ trưởng ông làm nghề gì? Ông hỏi nhân thân tôi phải không? Ừ. Tôi cũng tình thiệt tôi nói ông. Trước khi mà tôi làm được tổ trưởng uy tín tôi tràn trề, tôi làm ở bên trung tâm truyền máu huyết học đó. Ồ, vậy là làm bác sĩ. Làm bệnh viện nào vậy ông? Bệnh viện con khỉ khô. Nói cho nó văn minh vậy thôi. Chứ tôi làm ở thục thập huyết heo là heo chính hưng ông nào. Trời đất ơi. Ông thọc huyết heo mà nói trung tâm truyền máu đi học. Trời đất ơi. Thấy cha này cha ngu nữa không? Ngu gì? Trung tâm truyền máu huyết học mà tôi nói theo ngôn tình văn tình, hiểu không? Ta thấy mình là con người biết có văn chương. Chứ thật sự thọc huyết heo máu nó xịt ra rồi bưng cái thao đó đem đưa cho mấy bà bán cháo huyết, có phải là truyền máu không? Mệt ghê, nói chuyện mắc cỡ với cái một lùi ổng. Thôi đụng chạm đây nha. Xin lỗi. Tôi nói ông nghe, thọc huyết heo là cái nghề sát sinh mà. Tôi thọc một thời gian tôi cảm thấy khó khăn quá, tôi thấy có tội với lại ông bà tổ tiên, tôi không thọc nữa. Mà tôi nghe lời động viên của anh em, tôi lên đường đi cầm súng. Ông đi lính hả? Không có đi lính. Chứ làm gì? Tôi đi cướp. Không có vũ khí hả? Thì cướp là phải có vũ khí. Đứng lại.
đưa tay lên. Mi đã lọt vô ổ phục kích này rồi, có bao nhiêu tiền vàng đưa ra đây. Không đưa. Hùng 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 hùng. Chết không? Tôi có chết. Bởi vậy súng giả mà làm sao chết được. Đi cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm đó cha nội ơi. Cái gì kỳ vậy? Cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm à. Cướp cái gì? Hột xoan hả? Never. Vàng? Never. Thế cướp cái gì? Cướp gỗ bánh mì. Dù đi. Có ổ bánh mì mà bị ở tù 2 năm. Ổ bánh mì luật pháp nghiêm minh. Mình dùng súng mình uy hiếp quất ổ bánh mì thì giờ phải vô trong gửi lịch 2 năm. Đó ổ bánh mì còn nhỏ nha, 2 năm nha. Ông cướp cái lớn coi chừng múc chỉ cà tha, gửi lịch mãn đời luôn đó. Là sao? Thôi đừng có hỏi cái vụ nữa. Kiếm luật sư hỏi thì mệt quá. Thiệt á. Trời đất ơi à. Mà tôi nói ông nghe. Sao? Bữa nay tôi tới đây là làm từ thiện ha. Rồi. Tôi không có rảnh mà nghe ông kể ba cái chuyện quá khứ trinh thám xuống ống của ông. Thấy chưa? Tôi cũng đâu có rảnh. Tôi cũng đâu có rảnh. Ông không rảnh sao ông hỏi tôi? Cái gì? Ông hỏi tôi mới trả lời. Chứ mắc cha gì tôi hỏi tôi trả lời. Ông trả lời tôi làm chi tôi mới hỏi tiếp. Ông nói là ông có mắc cỡ với một rùi ông không? Tôi không có giỡn với ông nha. Giỡn gì? Bây giờ nè. Ông ngoài xe đó. Tôi rất nhiều đồ làm từ thiện. Biết. Ông kêu ai nghèo khổ thì tôi làm cho lẹ lẹ tôi đi về nữa, tôi bận lắm. Ở đây biết bao nhiêu phần tử nghèo khổ, ông dòm đi. Cái khu vực sông này nè, trời đất quỷ thần ơi, hồi xưa bình an vô sự. Từ ngày cái quân mất dạy hút cát trên sông, nó hút cát lậu, ông nội nó hút, hồi xưa nó lấy cái sáng cạp nó mút, bây giờ nó lấy cái ống bà lớn rồi, nó hút, ù, 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 ù. Bây giờ Hà Bá, Thủy Thề còn dọn đi chỗ khác ở rồi đó. Tôi yêu cầu ông đừng có nhắc tới ba cái chuyện này được không? Mấy mất dạy hút cát lậu mà không chữ hả? Tôi nghĩ bây giờ nó biết dạy rồi đó nha. Thằng nào đâu biết dạy. Ông lo cái nhiệm vụ ông đi nha. Rồi. Kiếm ai nghèo khổ tới đây cho tôi. Rồi tôi sẽ đưa cho ông một phần tử mà ông dòm, ông rớt nước mắt liền. Một rùi sẽ chạy đi chỗ khác, không còn ở trên mặt ông nữa. Trời ơi, bà Thủy ơi, bà Thủy. Tôi lại bà Thủy ơi, bà hẹn 7 giờ, mà sao giờ này bà trâu ở chỗ nào bà Thủy ơi. Tôi lại bà. Ê, gì? Ông giỡn mặt hả? Giỡn gì? Kêu Hà Bá làm gì? Hà Bá nào? Ông mới kêu bà Thủy. Tôi đã nói Hà Bá đi định cư chỗ khác, chỗ này ông nội cũng có Hà Bá ở cũng được nữa. Bây giờ còn có bà Thủy. Bà Thủy là bà Tạ Thu Thủy. Hiểu không? Nhà bà ở đây, đất bà ở đây. Có quân hút cát mất dài hút cát. Thôi được rồi. Nói hoài à. Tôi nghe rồi. Bây giờ sạt lở rồi, giờ bà ở trên cái ghe nè. Bà Thủy ơi, bà tới chưa bà Thủy? Trời ơi. Tôi tới rồi nè. Đó, Thủy tới rồi kìa. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Bà Thủy. Bà Thủy đó cũng hung lắm mất dạy đó mà. Thôi chào. Dạ chào bà. Ê, dạ. Sao nhìn mặt cái cậu này quen dữ không? Quen không? Quen. Tôi quen hồi nãy giờ tôi nhìn mà tôi không thèm nói. Ông nội này ông quảng cáo cái thuốc gì trên truyền hình mà của Nhật Bản trị bệnh ung thư đó. Sugoi Fukada. Đúng rồi, cái thuốc đó mà có bộ đồ vest đen mặc hoài, có cái gì cũng mặc bộ đồ vest này không. Vậy đi cha. Hả? Tôi có thay áo sơ mi ở trong mà. Bà Thủy. À. Bà thấy tôi cũng đúng. Tại vì tôi hay lên báo chí là truyền hình lắm. Tôi hay làm từ thiện đó mà. À phải. Mà bà ngồi. Xích đạo, xích đại. Ừ. Ma măng xích đạo. Bà ơi. Hả? À, bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 86. 86 tuổi. Bà đi tới đây với ai vậy? Đi một mình anh hả? Ủa chồng con đâu? Chết hết rồi. Ủa tại sao vậy? Hả? Tại sao chết? Hồi xưa nhà ở đây nè, có mấy công đất với cái nhà ở đây. Dạ. Rồi bị sạt lở chết hết rồi. Thì cái quân mất dạy hút cát lậu đó. Lại lại. Cái bữa đó là tôi đi họp đặng gửi tiền cứu trợ lũ lụt. Lâu 9 giờ đêm mà tôi về tới nơi tôi thấy không còn nhà cửa gì hết, đất đai nó cũng không còn. Tôi hoảng hồn hoảng vía, tôi kêu ông ơi. Xong tôi nghe tiếng chồng tôi dưới sông, tôi soi cái đèn pin xuống thấy ông ôm cái tủ lạnh nằm dưới. Ủa sao ôm tủ lạnh vậy bà? Thì nó sạt lở rồi ôm được cái gì, ôm miệng sống thôi. Thì cũng không ai cứu hả? Ai đâu cứu, nó sụp nguyên một xóm, ai cứu ai. À. Đó, rồi một năm sau ông buồn, ông thất chí, ông chết rồi. Ông nghiệp lắm. Chắc có lẽ là ông thất chí, ông buồn cho nên ông mới tự tử phải không bà? Ông bị cúm gà. Gì chết quớt vậy?
Ông thất chí, ông buồn bị mất của mà à. Buồn quá, rồi cái bắt đầu sinh tật đi nhậu. Nhậu xong bữa đó nhậu sao nó làm cái mồi nhậu đó trúng con gà bị cúm, cúm gà chết queo. Bữa đó có rủ con cha này đi nè. Đúng rồi. Mà bị bữa đó ông mắc dẫn đàn em đi quýnh lộn. Trời đất ơi. Cho nên không đi chứ ông thôi giờ không phải ôm tủ lạnh như chồng tôi mà ôm cái tủ thờ luôn rồi. Đúng rồi. Nói chung đầu dây mối nhợ cũng tại cái quân bờ hút cát. Bà Thủy à. Tôi thấy hoàn cảnh của bà rất là nghèo khó. Dạ. Bây giờ tôi tính như gì? Tôi sẽ thay mặt công ty tôi tặng cho bà một miếng đất. Ồ. Ngang 1 mét à. Dài 2 mét à. Dạ à, à, à. Đất kỳ lạ hả? Đất đâu mà kỳ của ngang mét dài 2 mét ở khu nào? À, cái đó là ở trong khu Nghĩa Trang công ty mới thành lập đó mà. Trời đất ơi. Bả bị cái quân bất dạy khốn kiếp hút cát lậu nó làm tan nhà nát cửa bả, bây giờ ông tù cho bả chết luôn hả? Không phải. Nó có lý do mà. Hồi xưa đó tôi kinh doanh ở dưới nước á. À. Thấy ác quá cho nên tôi mới nhào lên bờ tôi làm kinh doanh cái đó. Đúng rồi, trên đời này có hai cái nghề mà độc ác nhất này. Nhất phá sơn lâm, nhì đâm Hà Bá. Mà cái thứ hút cát mất dài á, hút cát lậu là Hà Bá đâm hả? Ông nói ai đâm? Hả? Đâm ai? Hả? Hà Bá đâm. Ông đâm thì có. Thì tôi đâm, đâm hồi gì? Hồi nãy giờ ông nói chuyện ông đâm thọt tôi đó. Đâm thọt cái gì? Ông đâm bà. Bà gì? Hả? Ông là cái thứ, đồ cái thứ vô duyên, có cái mục rùi thấy phát ghét. Bà im đi. Rồi sao? Rồi sao? Tôi đâm ông đừng nói. Tôi đâm ông ơi. Ông đâm à? Đâm ông, đâm ông. Đây, 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 đâm tôi đi, đâm tôi đi. À, từ ngày chồng chết giờ không ai đâm. Hai người ngồi, tôi ngồi ở giữa đây, tôi già rồi. Hai thằng đâm qua đâm lại xong đâm mẹ tôi chết cho rồi đi. Không có, không có đâu bà ơi. Tại cái ông này ông nói năng gì đâu mà hồ đồ. Hồ đồ ông nội ông chứ hồ đồ. Chứ tự nhiên bây giờ tôi cũng không cần chết, thấy không? Chưa gì hết đó, cho tôi cái quyệt làm gì? Tôi không lấy. Nghĩ sao mà cho bề ngang một thước, bề dài hai thước. Thôi được rồi, đó là cái sơ ý của tôi. Xin lỗi. Ừ. Bây giờ bù lại tôi sẽ cho bà một miếng đất ngang 5 mét dài 20 mét. Tôi xây nhà cho nó cho bà ở luôn. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, nhiều gì. Quá, ta được cái nhà rồi. Được cái nhà, cái gì qua đây giùm tôi. Cái gì vậy? Cái ông xô bằng người lớn tuổi. Xô cái gì để ta làm việc, tôi là tổ trưởng. Nè, tôi nói cho bà Thủy biết. Cái chuyện mà nhận ngày kia là phải qua xác của tôi tổ trưởng, hiểu chưa? Đâu, 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 cho nhà tôi. Để tôi tính. À, bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông làm từ thiện phải đúng nơi đúng chỗ, thấy không? Thì vậy đúng quá rồi, chứ còn gì nữa? Đúng đâu mà đúng. Ông nói không biết mắc cỡ với một rùi ông hả? Nè, ông nói một rùi đó tôi giả tét miệng đó nha. Sao, tôi không nói một rùi nữa mà tôi nói ve chó được không? Bỏ đi! Tập trung chuyên môn. Rồi, rồi, ok. Bây giờ cái chuyện nhà, giải quyết cái chuyện nhà đó. Rồi, nói là vậy. Xóm này ai cũng tan thương hết, ai cũng bị sạt lở. Có người không có nhà, bả có cái ghe mà ông cho bả cái nhà vậy là bất công. Cái nhà đó không được cho bả là cả xóm này đi dạy giặt mà tôi là lãnh trách nhiệm đâu biết chưa? Mắc mớ gì ông lãnh trách nhiệm? Trời đất ơi, cho phải công bằng. Bả có cái ghe làm gì cho được nhà? Tiêu chuẩn có ghe rồi, bây giờ chờ tôi dỡ sổ ra. Cũng sổ ra tôi coi có ai mà hợp lý đúng tình hình thì tôi đưa cho ông. Coi. Ai đưa coi. Đây nè, ông bé Ba nè. Đây là bé Ba, là một trong những phần tử neo đơn nè, khổ sở lắm nè. Trời ơi, bé Ba này vợ chồng của nó, tôi nói thiệt, tôi nói hoàn cảnh ra ông nghe là ông rớt nước mắt luôn. Sao vậy? Trời ơi, vợ chồng nó chí thú làm ăn mà nó nghèo rớt mồng tơi ông ơi. Tầm bậy, chí thú làm ăn mà nghèo rớt mồng tơi. Đúng rồi, ông nói vậy là đúng. Đây nè, có bà đúng, em mới vừa tới không có biết đâu, vợ chồng nó chí thú làm ăn lắm. Nó làm ăn gì bà? Ông biết ông nó đi mượn tiền bà con hàng xóm nè ha. Dạ. Rồi nó cầm cái nhà của nó nè ha, rồi nó cầm từ đường gia đình nó. Đúng rồi. Nó lo mần ăn. Mần ăn cái gì bà? Nhưng mà thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa, cho nên nó mới thất bại. Sao thất bại? Nó thầu đề đó. Cái gì? Nó thầu đề với lại thầu đá banh. Trời đất. Trời ơi, ta nói trong vòng một ngày nha, sau 4:30 nó ra 4 con xỉu chủ. Rồi sau 2 giờ khuya nó đá vô 2 trái. 2 vợ chồng trắng tay. Cái gì mà vỗ mông tôi hình thạch vậy? Cái vụ đó ai kêu bà nói? Ủa thì cháu ruột ông mà. Ủa cái gì?
cháu kêu ổng bằng chú rượu á. À, thì ra là ông móc người nhà để lấy những cái đồ từ thiện của tôi hả? Móc hầu nào? Ông làm cái gì vậy? Tôi chưa lấy được miếng nào mà chửi người ta là sao? Dẹp, bỏ qua cái chuyện đó. Rồi, à. Cái nhà. Bà đừng có lo. Nếu mà tôi đứng trước đây mà tôi làm cái chuyện mà giao nhà cho bà, ông này ông sẽ ganh tị, hiểu chưa? Bây giờ tôi tặng bà món quà thực tế hơn, sai liền. Chờ xây nhà đã lâu lắm. Phương, hay không? Để ông quà vô. Nóng dầu mà. Dạ sếp. Út buộc không bên nào được ăn hết trơn rồi. Ông với ai? À, tại bà đó mà khai tùm lum mới không được hay chưa? Khai gì tự nhiên ông cho. Trời quà, ơi, mày tập tạ cho cố vô mà đẩy không nổi. Nặng lắm sếp ơi. Đây. Ủa cái gì bự chán hả trời? Cái này cái quà gì này của tôi mà. Của tôi. Thì tôi hỏi thôi mà. Cái này cái gì hả? Cái hòm ông lấy không? Tôi chở tới nhà cho ông luôn. Thôi cái này đưa bà muốn nhận gì bà nhận, khỏi coi sổ. Thôi để qua kia. Thôi ông lấy đi. Thôi, tôi còn yêu đời lắm. Để qua vài bữa. Thôi để đây được rồi. Xảy qua sếp. Thôi xảy qua bên kia. Mày cái gì mà yêu vậy? Cái gì vậy? Đây. Cái trang thờ hả? Mày. Không phải, từ từ rồi bà biết. Mở. Đây là cái ghế massage. Tôi sẽ tặng cho bà. Bà đem xuống ghe, bà treo mệt, bà sẽ leo lên ghế này. Nó sẽ làm phục hồi sức khỏe bà. Chờ tôi chút. Vì sao? Bà đi đâu vậy bà? Đi đo cái ghe. Thôi không cần đâu bà ơi. Tôi thấy như vậy nè. Cái ghế này thì bà đem xuống ghe bà để không có được đâu. Trời ơi, bà để là chỗ nào bà nằm? Khoan, ông bình tĩnh. Hãy tìm hiểu coi xuất xứ này. Cái này là cái gì? Đây là ghế massage Luraco, duy nhất sản xuất tại Hoa Kỳ. Và là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ôi trời đất ơi. Đau chân, bị đau chân dữ lắm. Đúng, mà cái ghế này đặc biệt là cái gì? Là chỉ duy nhất phục vụ cho các quân nhân Hoa Kỳ và đã đoạt được, giành được nhiều giải thưởng danh dự. Tôi xin tặng bạn. À, vậy được. Nó nghe. Cái gì vậy? Trời đất ơi, bà lấy cái ghế này không có được đâu. Sao vậy? Tôi hỏi bà đem cái ghế này xài điện. Bà đem xuống ghe bà để. Bà chạy tới đâu rồi, trụ điện cắm tới đó hả bà? Không lẽ cắm vô cái lỗ mũi bà mà chà xài. Mới mốt nhiệt điện nó mở ra nhiều xài được chứ. Nhiệt điện thì ô nhiễm chứ xài. Thôi gì? Để tôi. Bây giờ vậy tôi là tổ trưởng, không? Cho nên để tôi thử, nếu có gì tôi hy sinh, không? Còn tổ viên của tôi phải thương tổ viên của tôi. Cầm cuốn sổ của tôi lên tôi thử coi. Ông muốn thử hả? Muốn thử. À được. Thương. Dạ. Rồi, nhấn nó một cái coi nó ra làm sao, nó mát xa làm sao. Thử thôi nha. Bấm chưa? Rồi. On off chưa? Rồi. Ông thấy sao? Cái gì ông nội? Ông ngủ ghê. Mày bấm cái nút gì mà ông nghe dữ vậy? Bấm nút khởi động. Yên đi em đi. Dạ. Ông xạo đi chạy nội. Gì vậy? Cái ghế này chưa cắm điện mà lấy gì ra? Tôi thử anh thôi. Vậy. Thấy chưa? Nè bà Phương. Cái ghế này sao trông nguyên quen vậy mày? Dạ. Cái ghế này á là của cô chủ đó. Cái gì? Của cô chủ á, muốn mua cái ghế mới, nó nhiều chức năng hơn. Mà cái ghế này á, xài bền quá, nó không có hư. À nói rồi, cái ghế này Luraco này nó bền lắm, à. Xài lâu, nó không có bị hư. Cho tôi thử cái nữa coi. Tao. Thử hoài. Ông khỏi thử, ông thử, ông đứng cứ ố về khó chịu thế mẹ. Bây giờ tôi nói ông anh nghe. Biết cái này là nó sẽ giúp cho tôi có sức khỏe, nhưng mà đem xuống dưới ghe không có chỗ để. Bây giờ ghe tôi không có nhà có cửa, bao nhiêu đồ tôi để hết ở dưới ghe đó. Rồi còn mấy chục cái bằng gia đình văn hóa nữa. Bằng gì? Mỗi gia đình ta có bằng. Bà làm gì mấy chục bằng? Bà nói quá bà Thủy ơi. Tôi không có nhà, tôi sống trên ghe. Rồi tôi chèo ghe tới đâu mà tôi tấp vô cái tới đó, cái hệ nó phát bằng cái nó phát tôi một cái. Tôi đi tới chỗ khác tôi đậu cái nó phát cái nữa. Nó phát riết mà 20 cái, 20 mấy cái. Mà có cái bằng này tôi không hiểu nè. Bằng gì? Cái bằng gì mà tiên dương gia đình mà 5 năm không tổ chức quấn lộn. Cái bằng gì la vậy? Thì bà ở con mình bà đâu có quấn lộn với ai đâu. Đúng rồi. Cái bằng đó là phải rồi. Nhưng mà tôi nói vậy nè. Sao?
cái ghế này nếu mà cho bả là tôi thấy sái nữa rồi đó. Tại sao sái? Sái. Quá hợp lý như vậy là sai. Ông không có biết, ông không có ở trong cái tổ này, ông không có biết. Cái tổ tôi còn nhiều người mà phải tan thương lắm. Ai? Rồi. Ai tan thương hơn bà Thủy? Chờ chút xíu tôi dở sổ tôi coi nè. Rồi dở sổ nữa. Dở sổ tôi coi nè. Đây nè. Đây nè. Còn đây ghi biết bao nhiêu thành phần. Đây. Tí. Thằng Tí này tôi nói thiệt nha, 17 tuổi mà tôi chưa thấy đứa nào mà nó có hiếu như thằng này. Tôi dám nói với ông, thằng này nó có hiếu nhất Thái Dương Hệ luôn đó. À. Nó thương cha nó lắm, cha đã làm cực khổ chạy đêm chạy ngày. Bữa đó ông bệnh, lao lực, chủ đuổi nó phóng vô, nó giành cái chỗ của cha nó làm để nó thế cha nó nuôi cả gia đình. Thằng có hiếu dữ lắm. Mà bây giờ nó bị một cái chuyện là nó nằm bán thân bất tội, nó nằm một chỗ nó phải cần cái ghế này nè. Chà, tội quá hả? Sao nó bậy? Thì nó chạy xe. À đúng rồi. Thằng mà ông nói là bị bại liệt đó. Rồi thằng đó nó tôi biết nó mà. À vậy hả? Nó làm lụng giỏi lắm, nó tiếp theo cái nghề của cha nó mà. Bà nói đúng à. Nó cái nghề gì vậy bà? Chở thuốc lá lậu. Bà nội cha nó chở mà Honda ngang, mà nó xấy cái nòng to hơn cái nòng Đại Bác vậy đó. Nó chạy nó phóng 180-190 cây số giờ không. Một xe của nó nghe, nó chở bằng xe Honda, mà một xe của nó chở xuống chuyển lên một container vừa kín luôn. Trời đất ơi, dữ vậy hả? Bữa đó nó ban vô tôi nè chứ đâu. Bà đi trên lệ bà không đi, tại sao bà ban xuống, bà thấy nhỏ bà còn ban xuống hả? Tôi ban xuống hồi nào? Bà ban xuống mới tải ra tai nạn. Đừng có nói tầm bậy nha, tôi đi mua chai nước tương, tôi đang xách tôi đi giống vậy. Cái đường có 2 thước, nó chở cái bè ngang 3 thước mà nó phóng như ngựa vậy đó. Nó phóng xong rồi cái hàng của nó mới móc vô cái tay của tôi, mới hất cái chai nước tương ra, rồi nó cán lên chai nước tương, nó mới té, nó gãy xương đó. Nhưng mà cháu kêu ổng cậu ruột đó. Cái gì? Cháu nữa hả? À. Sao ông nhiều cháu quá vậy? Hả? Đã... Có toàn người nhà đó không à? Trời ơi, thì giúp trong nhà trước mới ra ngoài chứ. Không mới giúp được. Có đồ cho mà cũng khó khăn quá. Thôi, thôi tạm ngưng cái vụ này đi. Dạ. Rồi. Hương. Dạ. Ra ngoài coi còn cái gì đem vô hết đây. Được. Lấy nữa thôi sếp. Ừ. Lấy hết. Nhưng mà nhớ một cái gói đặc biệt có cái chữ phụ nữ đem vô đây. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Lẹ lên. Bà làm bây giờ không có ăn nhận được thì cũng ăn ít ít thôi, chứ làm từ thiện mà ăn cò quá trời hả? Trời đất ơi, bà nín chưa? Nín chưa? Con khóc đâu mà nín, nói mà nín vậy? Trời đất ơi, tôi chưa thấy con mẹ nào như con mẹ này. Chắc bữa nào tôi đốt ghe bà quá. Trời ơi. Ok, đây. Tôi có này kìa. Cái quà rồi sếp. Cái đó là gì vậy? Quần áo. Thôi quần áo thôi, khỏi coi sổ. Đây là cái món quà rất là thực tế, bà có thể dùng liền. Mời bà vô trong thay. Thôi cảm ơn, để mai mốt tôi thay cũng được. Làm từ thiện là tôi phải cần chụp hình đưa lên báo chí, hiểu chưa? Người ta kêu thay thì cứ thay đi, người ta làm từ thiện mục đích không phải là cho quà, mục đích là người ta chụp hình, người ta đưa lên mạng, người ta đánh bóng bù lia cái tên tuổi người ta, hiểu không? Tôi lại bà giờ vô, phải đi thay hả? Thay liền ra đây. Cổ dữ vậy? Ghê luôn rồi, còn người khác nữa chứ, bụng mình bà hả? Mệt hết sức luôn rồi. Giờ cái ghế này thấy mê quá trời quá đất luôn, thiệt. Dồn cái ghế này tôi thiệt, ngồi lên chút xíu mà thiệt mê nó còn hơn mê vợ nữa trời. Đừng nói ông lên thử nữa nha. Thử chút xíu nữa coi, trong thời gian chờ đợi bác thay đồ, mày bấm một cái cho tao phê cái coi mày. Đúng hả? Bấm một cái coi. Trời đất ơi, nghe nó êm quá trời luôn. Bấm rồi. Rồi xong rồi đó. Là con lên cổ đó, xuống xương sống, xuống xương cùng quá đi quăng ngã ba rồi xuống hai chân. Cái gì mắc nết này ông nội? Già mắc nết không à? Ông nín đi. Bước xuống. Nghe không? Có lâu tài không? Cái xương đen một cái ghế này, nghe chưa? Ông là cái thứ vô liêm sỉ. Rồi coi, chữ nặng quá vậy. Nặng sao không nặng? Nè ông nín nha. Nín gì? Từ từ tôi bước xuống. Nhưng mà khi tôi ngồi trên cái ghế này tôi mới có cảm giác nè. Cảm giác gì? Nội ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy có những cái ghế mà khi người ta ngồi lên cái ghế này rồi, dù chửi mắng miệt thị như thế nào họ cũng không bao giờ tuột xuống. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Khi mình tuột xuống phải có con cháu mình ngồi thế. Không có con cháu gì hết trơn đó. Tôi mời ông xuống. Thì xuống từ từ làm dữ hả? Lẽ đó với từ thiện mà làm dữ hết trời. Trời đất ơi, mai tôi ra chợ tôi mua 4-5 cái vậy thôi. Đó.
Ồ, hot girl, hot girl. Hot không gỡ sếp. Cái này là woman in red nè. Woman in red. Trời ơi, dòm xa xa tưởng Hồ Ngọc Hà chứ. Nhìn tóc thôi chứ. Bà đó hả bà Thủy? Trời đất ơi. Sao sao? Bà Thủy, vén tóc lên coi. Sao vậy? Bà mặc bộ đồ này tôi dòm tôi thấy bà trước sau như một á. Mặc cái bộ này rồi vô xong vừa bước qua mương. Sao? Ca sặc nó chết. Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Cái gì? Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Da ta trắng là tại người ta có tiền, người ta đi tắm bùn. Còn tao ngày nào tao cũng tắm sình á, nên nó trắng. Thôi thôi đừng có nói nhiều bộ đồ. Mà đi tặng cái bộ đồ gì mà bất nhân vậy? Thôi bộ đồ này ở đâu bà ông nội? Đi tặng cái bộ đồ gì đâu mà gió xong nó lồng lồng luôn. Tên nó bào ngư di ca. Nó lạnh tai hết trơn rồng. Còn ngư di ca ở đâu? Thì người ta nói vậy mà ông tìm hiểu không chứ. Thôi được rồi. Dạ. Nè, bộ đồ này đâu mà mày có mày đưa. Nè bà Thủy mới nói tôi mới nhớ. Bộ đồ này đâu sao quen quen vậy? Dạ, bộ đồ của cô hai. Trời ơi. Dạ. Sao mà lấy đồ con gái tao mày đưa cho? Tại cô hai lúc trước á, mặc bộ đồ này đi đua xe mô tô á, sếp. Mà bị tai nạn chết người. Nên mới cho đi từ thiện á, cho xả xuôi. Nên mới cho bả đó. Trời ơi, mày hết chuyện rồi. Trời mày lấy đồ của một con gái tao mày bị... Tao... Mày làm mất mặt tao quá. Thôi đi ra ngoài, đi ngoài. Lấy đồ vô đây chụp hình này, này đi về. Ô con, dạ, dạ. Con dạ, dạ. Chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa bà. Chụp hình. Chụp hình nữa bà. Nhanh nhanh đi chứ đây lạnh quá không. Bình tĩnh đi. Ráng đi, ráng đi. Bà lạnh không? Mà gió nó vô. Gió hả? Tôi kéo xuống. Thì đứng che cho bà đi. Tôi kéo xuống nè. Kéo ở xuống nó ra tuột ở trên. Cầm giùm đầu quá. Rồi. Đây là công ty của ông đó hả? À. Công ty cực lạc. Mấy cái bác chụp hình lên chụp chụp. Đấy, chờ xíu chụp hình. Chụp nha, đứng im nha. Ê khoan, khoan, chậm, để cho tao. Ờ, vậy đi. Chụp nha, đẹp rồi đó, đó. À. Bắn tim, bắn ông tim. Ông chốt, dừng ở đây. Rồi, ok, đẹp rồi đó. Rồi, sao? Ừ. Bao nhiêu vậy? À, cho được 200 triệu. Le lưỡi muốn chết mẹ luôn. Đây, đây, cầm đây. Cho hiệp, nhanh đi sếp. Đây là tượng trưng thôi. Ủa, quan trọng là hiện kim. Hiện kim. Cái này mới quan trọng. Cảm ơn. Cho bà. Đây là tôi tặng riêng cho bà. Cảm ơn. Nha. Thôi được rồi. Xong chưa? Đi lẹ đi sếp. Sao? Đi đâu? Đi, đi, đi vô. Đi qua. À, dạ. Cảm ơn nhiều. À, chào bà nha. À, gì vậy? Sao ông giật vậy? Giật cái gì? 200 triệu mà mỏng lét trong cái bao thư này tôi nghĩ không phải là tiền mặt mà nó là cái gì? Xét. Hiểu không? Ngân phiếu. Thì đưa tôi đi lãnh. Bà lý do gì bà lãnh được? Nhà cửa bà trâu xong. Giấy tờ tiền thân của bà Hà Bá giữ hết trơn trọi rồi. Bà lấy tiền ở đâu? Ủa bà lấy điều kiện nào bà vô ngân hàng bà lãnh cái này? Chỉ có tôi nè, tôi mới còn căn cước. Còn này kia tôi vô tôi lãnh thế cho bà. Hiểu chưa? Ờ. Coi trong đây coi đó. Ủa gì kỹ trời. Có tờ gì trong đây có 10 đô. Nó coi có bao thơ gì kỳ vậy trời. Hà Bá rước hai cô hồn này. Trời đất ơi. Cái từ thiện cái kiểu gì vậy trời. Thôi, của đổ hốt, thôi bà lấy 5 đô đi. Tôi lấy 5 đô, tôi còn 5 đô, vậy đi. Sao có 10 đô mà ông cũng chia? Trời đất ơi, không có tôi thì bà có hốt được bộ đồ này không? Hả? Hốt cái bộ đồ này rồi 5 đô đủ tiền mua dầu cạo gió không? Có còn hơn không? Thôi bây giờ đừng có nói nhiều, ngày mai 4 giờ sáng thức dậy chiều ra bên cồn đó, thấy không? Ở bên đó có hai đoàn từ thiện đó, tôi sắp xếp rồi vài bữa thời khóa biểu lịch sao tôi báo nữa cho, thấy không? Đi, đừng có nói nhiều đi. Ờ, thôi tôi đi. Ừ. Nhớ, ông nhớ canh cái đầu đó giùm tôi nha. Ờ, bây giờ xuống ghe mang về xuống ghe được không? Không phải, tôi vô tôi thay đồ, chứ trâu nó rượt rồi chết mẹ luôn á. Trời đất ơi, mặc cái bộ đồ thiệt tình. Trời ơi, từ. Bà coi chừng mấy gà lâu nó dí bà nó đá đó. Trời ơi cái ghế này đã quá rồi. Đi về tao hốt cái ghế này đem về nhà. Ừ, ghim dạ. Vô
Rồi lấy ghế về. Dạ, lấy ghế về sếp. Ông ngồi ngoài đi xuống. Đi xuống. Đừng cho từ thiện rồi mà làm gì xuống. Cho ai thì cho, mà không ông cho, không có cho ông. Ghế này ông từ thiện rồi mà. Có... đi xuống đẩy về ghế còn ngon mà. Bây giờ tôi nói ghế còn tốt. À. Đem gì? Dạ. Hàng mà từ ba từ thiện mà từ đất tới cho. Từ đất tới mới ở. Sát lỡ nữa rồi. Làm gì? Sát lỡ nữa rồi. Có sao sếp? Cái gì? Bố người ta nó sát lỡ. Bố người ta sát lỡ. Bảo vệ ơi ơi Quy ơi, yêu cầu xuống đi anh Quy đưa đi đây. Anh Quy đâu rồi? Ủa mới nghe nữa mà anh Quy đâu? Anh Quy đâu rồi? Anh Quy đâu? Trời ơi té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô đây nè anh Quy bên kia hả? Quy bên kia. Anh Quy chạy với anh Quy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàn bồ câu nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa? Xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè. Cái chuyện gì mà ông xòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy à? Dạ có. Ôi giời, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì tốt cất. Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết, chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi, tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À, thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vậy? À, không thích nhưng mà, ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris, cái show Thúy Nga? Ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thúy Nga Paris. À, tôi tưởng nó qua bển coi bà Thúy Nga. Thôi chết rồi. Thôi qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ. Bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòng bong này. Tôi điên đầu. Mớ bòng bong gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi. Tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6,000 đô mà chửi gì thú. Làm ở về mà chửi như ở đời á. Tôi nói rồi hồi xưa đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc làm người mẫu.
từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ, biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm bảo vệ, chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì. Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hư gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Một con đường tìm một lối ra, ngày qua ngày tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bả ra đi. Anh Huy đâu? Anh Huy nó quên, anh Huy nó tôi đâu? Sao nãy anh gạt tôi? Tôi vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Thím ơi Thím, tự trọng xin đi Thím. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bả ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi. Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu anh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ, hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á hả? Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á, nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá. Nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Giạt ra đi. Giạt ra. Yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh Huy. Anh Huy. Đó. Ơi ơi. Ủa, em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? Hai, tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Này, lấy con heo này, lấy con heo này. Dạ, thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em nhắc Huy ơi. Này, chị ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À, em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Thôi thiệt với em, bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có anh có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ cái gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà anh làm gì đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì vậy phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu cô khác nó để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Hả? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nha. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây hả? Coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi. Em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Cà Băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. À. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Sâu sống mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À, ba má có rồi. Ba má sắp tới rồi. Không, nhưng mà cái chuyện đó, nó... Ba má tới đây rồi. Có. Tại sao tới đây khoan? Lúc khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây. Cầm lấy 10.000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh cứ yên tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Quỳ. Sao anh hứng hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mới lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á.
anh cứ, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè, anh viết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy anh có cái đàn đó, anh lấy ra cái đàn cho em hát chút xíu được không? Chớn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nha, đi đợi cho anh hát đi mày. Đàn đâu? Đã quá, nịnh được cái rồi. À, là sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng, 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 đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó, em sang. Một ngày nào đó, em nhớ có một lần. Một lần mình nói, ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ? Có bằng trăng gì? Bằng trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Rồi rồi. Một lần đã chọn địa hiếm dâm với anh, em mãi là người tình chăm nắng. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu, anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế cái ông kia, ông chạy nước miếng quá trời. Quay á, quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á, quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Cái này đủ rồi. Quay ơi quay. Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay ơi. Con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quay đâu bò? À cái biệt anh là mùa đây. Quay đâu? Tới đó cái biệt anh là mùa đây. Hả? Ai nhìn Quay. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Má anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy? Quay đâu? Tại sao? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cho con hiểu chứ cà đi. Để tôi chống dịch cho nên để đi ở mẹ mày đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Ăn đi mày chụp nám rồi ăn đi America ăn đi Army đâu. Ai qua Mỹ hát được không? Tại em đúng không? Ba má chứ quê không biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho lại nói là đi lẩu quán mà cũng biết gì trơn như thế. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa? Ôi chứ bỏ mày đẻ mày ra mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chột nám rồi mày không về mày bỏ mày má chứ quê mới đúa mày chơi trần. Hả? Để mà thông dịch chó là ra tôi con đẻ con rã đây là cho con bù đây. Chứ là đâu cũng ai biết thế chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế. Quý! Để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi được rồi. Nó không có hiểu gì hết trơn. Thôi tôi dịch cho nè con. Thôi cho má mày nuôi lên. Mày bị mi. Mày ở trong về trong bấu đó. Rồi trong mày trong rồi. Đủ rồi. Ba má nói gì vậy em nghe không được. Trời bấu quá. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. Ba qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á là cháu ní là con á có lấy tân lý đó là có như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù à. Con nói không có hiểu, con nuốt cái tiếng mà khó nghe, để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quê đâu chứ quê, là cháu là lớn lên hồi xưa má cho ông bú, nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó, nhưng thì đó, vậy thôi. Không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà ta thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thấy hai đứa đẹp đôi là bạc chó. Hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Làm cưới đi. Ta nói giãn ra. Con nói giãn ra. Em nhập vào.
Thì được rồi đó, mày hốt nó đi về mà. Mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn một năm. Thôi. Này mày hốt con này về mày ăn thịt tới thanh gây viên chứ hay thịt. Bác ơi bác. Tôi bác bỏ hai ông bây giờ. Hai bác ơi. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh security. Rồi con tên là Trang này gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Chết mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi Phơ. Dạ. Rồi ra con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên quán phở. Giờ con ế qua con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hỏi nó nguyên quán mà hắn kêu không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bạch tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá, nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mẹ mày chứ. Ý tao hỏi mày là cái quê, cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sang em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cỡ mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lấy về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chùm lên cho mày. Ủa? Đây. Cái, hai, nãy hai giờ này là nãy giờ đó anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe đó. Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cô. Sư cô đó tí là bởi vì dạ tụi em là... cũng chỉ sư cô lấy tiền thôi. Ủa sao hai người ta sư cô cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Cái gì kỳ vậy? Thì đó. Hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên, lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai cái ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà tức mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đốt hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai con này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng, con thằng Lăng. Con thằng Lăng, cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bê đê nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Quyền nói rồi. Nhưng mà ái mộ á, là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, là anh người này rất là cô nương. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là anh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi. Sư cô đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa.
thích gì. Đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh, tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á, phải giỡn đâu à. Thôi, thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Có hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Huy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi, không sao, em tặng luôn. Thôi giàu mà. Thôi vậy được rồi, thông cảm giùm tôi nha. Tại nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. Em rất nhiệt tình. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui lắm anh ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình làm gì nè? Vui hát đi. Cha con tim đã vui trở lại, và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.